Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 16 tháng 11 năm 2021 giờ Houston. Thưa quý vị, khi tôi còn trẻ thì tôi không mấy khi chú ý đến vấn đề ăn uống, ăn cái gì được, cái gì không ăn được, uống cái gì được và không được uống cái gì. Vì khi ấy tôi còn tin tưởng nơi cơ thể của tôi, nhất là ngũ tạng lục phủ còn tốt và metabolism đốt được các chất béo, chất mỡ, năng lượng từ calorie cho đến cholesterol thì đốt được. Nhưng khi tới tuổi xế chiều thì tôi cũng giống như nhiều người khác là bắt đầu quan tâm mình được ăn cái gì, ăn được bao nhiêu và mình được uống cái gì, được uống bao nhiêu. Thì tôi cũng đọc một số về trang dinh dưỡng thưa quý vị. Thì trước tiên là cà phê. Mở mắt ra, một ngày mình được uống cà phê hay không? Mình có nên uống cà phê ngay lúc đó hay không? Và cà phê giúp cho mình như thế nào? Thì theo báo Times of India, họ cho biết rằng họ nghiên cứu trên khoảng nửa triệu người. Thì họ cho rằng là nên uống cà phê khi thức dậy. Nó có chất caffeine, nó kích thích cho cái não bộ của mình làm việc. Và nó giúp cho trí nhớ. Nên là nếu mà vừa thức dậy, đánh răng súc miệng xong, uống ly cà phê, cà phê nào thì cà phê có chất caffeine vô là rất tốt, tốt lắm. Một ngày theo báo Times of Asia, uống khoảng chừng 2 ly cho tới 3 ly cà phê, đừng nhiều quá nữa, nhưng mà tới 2 ly, 3 ly cà phê, thì nó giúp giảm thiểu bệnh mất trí nhớ, giúp giảm thiểu mở động trong tim, giúp giảm thiểu không bị heart attack, không bị gọi là van tim nó bị đóng mở rồi bị heart attack. Nên là khuyên là nên uống cà phê. Tôi với ông bạn già Nam Sơn là uống cà phê nhiều và thích uống cà phê đen. Tại vì nếu mà uống cà phê đó mà quý vị uống có nhiều, nhất là mà gọi là pha sữa đó, mà sữa đặc đó, thì chỉ nên uống có một ly cà phê thôi. Còn sữa đặc vô đó, đó là chất béo. Bớt đi. Nên mấy bạn của tôi ở Việt Nam nghe đó thì nên uống cà phê đen. Đừng có đường. Cà phê đen thôi là tốt. Tốt cho sức khỏe đó. Đó là thiệt. Đó là nghiên cứu. Còn nếu mà uống cà phê có đường thì chỉ nên có một ly thôi. Tại vì nó vô trong cơ thể mình là đường. Bất cứ đường gì mà vô cũng không có tốt hết. Đường glucose nó sẽ tăng lên là vì đường. Đó là nghiên cứu của Times of Asia. Rồi câu hỏi thứ hai là có nên ăn chocolate hay không? Sô-cô-la đó thưa quý vị. Chocolate đó, nếu mà nguyên cái hộp của nó có cái vị đắng. Nhưng mà đó, được pha ra kẹo, kẹo chocolate thì rất là ngon. Chocolate nên ăn, nhưng mà cái gì đó cũng vậy, nó phải có hạn chế. Ăn nhiều á, thì quý vị ăn có cái chất đường vô thì nó nguy hiểm. Chứ chất chocolate thì nó rất tốt cho trí nhớ. Và nó cũng rất tốt cho tim của quý vị. Nên là ăn chocolate đó, một thỏi viên, một tuần mà ăn 2-3 lần như vậy thì nó tốt, tốt vô cùng. Nhưng mà đừng ăn thay cơm kiểu giống như một số người Mỹ bên này mua các cái loại chocolate đó mà nó ăn là ăn snack, mà có nhiều người nó ăn trời ơi nó khởi nó, thì nó béo phì lên. Là vì cái chất đường đó nó tụ lại. Hai cái nó khác nhau. Ăn chocolate
Và nếu mà ăn chocolate đặc đen á, giống như tôi đó, thì rất là tốt. Nó đắng một chút nhưng mà nó rất là tốt cho trí nhớ và cho tim mạch. Tới tuổi này đó thưa quý vị, dần dần trí nhớ nó không còn được như trước, nên là cũng cần những cái chất để nó giúp cho trí nhớ của mình. Đó là ăn chocolate. Rồi tới giờ mà đi ăn trưa hay ăn tối thì những cái câu hỏi là có được ăn những cái như là vịt hay không? Vịt có được ăn hay không? Cá, salmon là gì ăn hay không? Ăn bao nhiêu? Gà ăn bao nhiêu? Heo ăn bao nhiêu? Thịt bò ăn bao nhiêu? Thưa quý vị, về cholesterol đó, tức là dầu mỡ đó, thì có hai loại. Loại tốt và loại xấu. Loại tốt đó là mỡ vịt đó, thì là tốt nha. Mỡ da cá đó, như là cái da cá rồi cá salmon rồi gì đó, cá cái thì là mỡ tốt. Cơ thể của con người cần có những mỡ tốt đó, nhưng không phải là mình ăn bao nhiêu cũng được, ăn cái đó cũng không có sợ. Cho nên ăn, nếu ăn mỡ vịt đó, và ăn mỡ da cá đó, thì không sợ. Nhưng mà ăn mỡ heo, mỡ bò thì cẩn thận, vì nó tích lũy lại trong van tim và trong cơ thể, nhất là cái chất béo của nó tụ lại ở bên hai cái mông, hai cái eo của con đàn ông này, là cái bụng nó bự lên, là ăn những cái đó rồi uống bia nữa thì nó mau mập lắm. Nên là ăn da cá, rồi ăn thịt vịt, không sợ mập lắm, tại vì nó là cái những cái mỡ tốt. Còn những cái mỡ xấu thì mới sợ. Mỡ tốt thì cũng phải cẩn thận, chứ không phải là ăn mà ăn ngày nào cũng ăn thịt vịt thì chắc cũng chết luôn. Đấy không? Rồi cái quan trọng nhất là rượu bia. Có được uống rượu hay không? Có được uống bia hay không? Thì các bác sĩ cũng giống như là các nghiên cứu cho thấy rằng là cái gì mà mình quá đáng thì cũng xấu hết. Nhưng mà nếu thí dụ mà uống rượu á, thì mỗi một ngày á, là một shot hoặc hai shot ban tối rất tốt. Nó thông khí huyết. Nó thông khí huyết. Và nếu mà uống rượu chát á, thì một ly cho đến hai ly là rất tốt để nó tuần hoàn khí huyết trong người. Nó tăng cường sinh lý cũng có, nhưng mà nó cũng là tuần hoàn khí huyết. Nhưng mà nếu mà mình uống nhiều thì rượu, cái nồng độ alcohol đó, nó rất nguy hiểm. Nó làm cho mình mất trí nhớ dần dần, trí nhớ giảm. Thì theo nghiên cứu của The India Times và lời khuyên của nhiều bác sĩ, chỉ nên uống đều độ mỗi ngày một hoặc hai shot, hoặc là một hoặc hai ly rượu chát là tốt lắm. Rất là tốt. Còn nếu mà lạm dụng nó, tức là abuse nó đó, thì nó trở thành căn nguyên nguy hiểm đến tính mạng. Vì nồng độ alcohol nó sẽ làm cho tim nó yếu đi, và nó không thải được các cái chất độc, nhất là những cái chất độc của cholesterol xấu. Nên là các bác sĩ khuyên là chỉ có một hoặc hai shot mà thôi một ngày, hoặc là một hoặc là hai ly rượu chát một ngày thì tốt cho sức khỏe. Cái gì điều độ nó cũng tốt, cái gì lạm dụng nó quá thì cũng xấu. Rồi có những người hỏi tôi, anh Hùng ơi, vậy thì mình ăn thịt nó mập hay là ăn rau nó mập? Mình nên trở thành vegetarian, tức là ăn rau cỏ, hay là mình ăn thịt nó tốt? Thì tôi có nói rồi, hãy xem thấy là con trâu, con bò, con voi, các con gì đó, nó to, nó lớn, nó toàn ăn cỏ, ăn rau thôi mà nó mập thù lù. Đó là khoa học. Vì chất rau đó, nó vào trong cơ thể, nhất là cái chất...
tức là cơm mà quý vị, gạo đó là có chất carb ấy, tức là nó có đường, nó dẫn vô máu nó lên mông mập lắm, nó là calorie. Còn á, các cái con vật như là cọp, beo, sư tử nó ăn thịt không à? Nhưng mà nó thon, đương nhiên nó hoạt động, nhưng mà nó có dẫn mỡ thì có, nhưng mà nó không có cái chất béo của carb. Nên là ăn thịt chưa chắc mập mà ăn rau mập, cái gì nó cũng điều độ đi. Mình là người thì hôm nay ăn miếng cơm thì được, chứ ăn cơm hàng ngày á thì nó trở thành chất độc trong người, đó là thiệt. Hồi xưa sau khi mà biến cố 75 thì Việt Nam ta thèm cơm, nhưng bây giờ là hết rồi. Bây giờ đó là ở hải ngoại thưa quý vị, ăn là ít khi ăn cơm, như tôi không ăn cơm, mấy khi ăn cơm, lâu lâu ăn lần. Còn ăn thì còn phải độn khoai nữa. Ăn mà độn khoai là bây giờ là món đặc sản đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cơm với gạo thì rẻ, gạo thì rẻ lắm, mà khoai bên này thì mắc, phải không? Nên ăn thì bớt cơm đi. Ở Việt Nam thì có thể còn khác, nhưng mà bên Mỹ này là bớt cơm, để coi sao bớt cái chất carb, tinh bột ở trong người mình, bớt cơm. Thà ăn potato, tức nó có chất potassium đó, thì nó rất tốt. Quý vị ở Việt Nam có hột mít á, mít á, hột mít nó rất là tốt đó, thưa quý vị. Hột mít nó có nhiều chất potassium đó, nó làm cho não bộ rất tốt. Chứ cơm mà ăn nhiều đó, nó không tốt bằng ăn hột mít đâu. Thí dụ mà quý vị ăn cơm mà pha hột mít luộc ra bóc vào trong đó, đó thì rất tốt. À. Còn bây giờ bảo rằng là ăn thịt á, mà kêu mập chưa chắc, ăn rau nhiều mới mập á. Rau với đậu hũ là mập lắm á. Ăn rau muống á, với cơm á, thì người ta bảo là khi mà bắt cơm á, thí dụ như kho cá ăn rau muống với cơm á, trời ơi là trời, cái mập là nó do cơm, cá là có mập đâu. Hôm nay nói chuyện về ăn và uống, về dinh dưỡng, tới tuổi tôi cũng phải nghiên cứu, lo cho mình trước rồi chia sẻ. Thưa quý vị, đó là chia sẻ của tôi về vấn đề dinh dưỡng, vì tuổi tôi cũng xế chiều, tôi cũng phải tự biết thân biết phận, tự lo. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.